Chào mừng các bạn đến với kênh thể thao bóng đá Ole. Sau đây là những tin bóng đá mới nhất. Báo Hàn Quốc e ngại đụng bảng có đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Thái Lan nhắm thầy Park làm huấn luyện viên trưởng. MU giành chiến thắng vụ Maguire. Neymar rộng đường về Barca. Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội tuyển mà dư luận Hàn Quốc phải e dè. Ở nhóm hạt giống số 2 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, một tháng nữa lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Và lúc này các đội tuyển đã xác định nhóm hạt giống của mình. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 2, và do đó tránh được một cơ số đáng kể đội tuyển mạnh ở nhóm này. Còn việc chúng ta gặp một trong những đội mạnh của nhóm 1 là điều tất yếu. Nhưng nếu chúng ta phải chuẩn bị đối đầu một trong những đại diện của nhóm 1, thì những đội tuyển trong nhóm này cũng không hề tỏ ra khinh thường đội tuyển Việt Nam. Thậm chí dư luận Hàn Quốc đã bắt đầu đặt ra trường hợp rằng họ sẽ rơi vào bảng đấu khó nhất. Có thể nếu Việt Nam cũng nằm cùng bảng, tờ Bet 11, chuyên trang bóng đá tại Hàn Quốc, vừa có bài viết đề cập tới các trường hợp mà đội tuyển Hàn Quốc có thể rơi vào khi lễ bốc thăm kết thúc. Tờ này chỉ ra rằng bảng đấu khó nhất có thể cho Hàn Quốc là một bảng đấu có cả Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Kuwait. Trong bài viết của tờ này có đoạn, nhóm hạt giống số 2 là tâm điểm chú ý của chúng ta bởi ở đó có hai thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ là Uzbekistan và Việt Nam dẫn dắt bởi Park Hang-seo. Không những vậy nhóm này còn có sự góp mặt của đội tuyển dễ gây bất ngờ Iraq. Ở nhóm 3, đối đầu với Bắc Triều Tiên luôn luôn là một trải nghiệm khó khăn cho đội tuyển Hàn Quốc. Và ở nhóm 4 lại có sự góp mặt của Kuwait. Họ luôn có khả năng tạo nên những kết quả gây sốc tại các giải đấu chính thức. Khó mà bảo đảm tấm vé đi tiếp của đội tuyển Hàn Quốc nếu chung bảng với những đội tuyển này. Chỉ 2 ngày trước Bet 11 cũng đã có bài viết nói về sự thăng tiến nhanh chóng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo khi leo lên vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA, cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Nói đến quá trình này không thể không nhắc tới huấn luyện viên Park. Từ tháng 9 năm 2017 khi đội tuyển Việt Nam còn quanh quẩn ở vị trí 110, ông đã bình tĩnh chuyển mình đội tuyển này thành một đội bóng hoàn toàn khác với thành công lớn nhất là chức vô địch AFF Cup 2018. Bài viết đề cập, Việt Nam đã từng ở vị trí thứ 84 trên bảng xếp hạng vào năm 1998. Không có gì là không thể cho họ sánh bằng hay thậm chí vượt qua vị trí đó nếu giữ được phong độ hiện tại. Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội tuyển mà dư luận Hàn Quốc phải e dè. Ở nhóm hạt giống số 2 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, một tháng nữa lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Và lúc này các đội tuyển đã xác định nhóm hạt giống của mình. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 2, và do đó tránh được một cơ số đáng kể đội tuyển mạnh ở nhóm này. Còn việc chúng ta gặp một trong những đội mạnh của nhóm 1 là điều tất yếu. Nhưng nếu chúng ta phải chuẩn bị đối đầu một trong những đại diện của nhóm 1, thì những đội tuyển trong nhóm này cũng không hề tỏ ra khinh thường đội tuyển Việt Nam. Thậm chí dư luận Hàn Quốc đã bắt đầu đặt ra trường hợp rằng họ sẽ rơi vào bảng đấu khó nhất. Có thể nếu Việt Nam cũng nằm cùng bảng, tờ Bet 11, chuyên trang bóng đá tại Hàn Quốc, vừa có bài viết đề cập tới các trường hợp mà đội tuyển Hàn Quốc có thể rơi vào khi lễ bốc thăm kết thúc. Tờ này chỉ ra rằng bảng đấu khó nhất có thể cho Hàn Quốc là một bảng đấu có cả Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Kuwait. Sau khi tin đồn đội tuyển Thái Lan muốn mời huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện thì chính dư luận nước này đã lên tiếng về ý định của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Trong ngày hôm qua 16 tháng 6 đã xuất hiện thông tin bất ngờ rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan có sự quan tâm dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù ông đã làm huấn luyện viên trưởng ở đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 9 năm 2017, thông tin này xuất phát từ tờ Star News bên Hàn Quốc, cho rằng hợp đồng của thầy Park với VFF sẽ đáo hạn sau tháng 1 năm 2020 và Liên đoàn bóng đá Thái Lan có quyền tiếp cận ông.
Tuy nhiên thông tin này đã bị phía Thái Lan bác bỏ. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã nhận được đơn ứng tuyển vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan từ nhiều nơi, và trong đó các ứng viên từ Serbia, Brazil và Nhật Bản đang được chú ý. Trang Football Siam cho biết đội tuyển nước này chắc chắn sẽ có một huấn luyện viên ngoại dẫn dắt trong thời gian tới. Đến với tin tức chuyển nhượng quốc tế, Neymar rộng đường về Barca. Tờ L'Equipe mới đây đưa tin Paris Saint-Germain sẵn sàng để Neymar ra đi nếu nhận được lời đề nghị tương đương với giá 222 triệu euro từng bỏ ra để đưa ngôi sao này về năm 2017. Lúc này có 3 câu lạc bộ đang quan tâm tới Neymar là Real, MU và Barca. Trong đó, nhiều khả năng Neymar sẽ quay về với đội chủ sân Camp Nou. Thời gian vừa qua, Lionel Messi đã nói với ban lãnh đạo Barca đưa Neymar về để cạnh tranh với Real, đội đang thể hiện tham vọng qua kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trong khi đó, kênh trắng đang tập trung vào việc tìm kiếm một tiền vệ mới. Về phía MU, đội bóng này đang tập trung đầu tư cho những sao trẻ nhiều hơn. Do vậy, Barca sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho ngôi sao người Brazil nếu có ý định rời khỏi. Chelsea chính thức liên hệ với Lampard. Theo tờ Express, ban lãnh đạo Chelsea đang chuẩn bị tiếp cận với Frank Lampard để bổ nhiệm anh làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ mùa sau. Cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của The Blues đã gây ấn tượng khi đưa Derby County vào trận play-off thăng hạng mùa trước. Anh được nhiều người dự đoán sẽ lên thay vị trí của huấn luyện viên Maurizio Sarri trong tương lai. Chelsea xác nhận việc chiến lược ra người Italy đã rời khỏi vị trí của mình để gia nhập Juventus. Huấn luyện viên 60 tuổi đến với đội bóng thành Turin chỉ sau đúng một mùa giải ở sân Stamford Bridge. Tại đây, ông đã giúp Chelsea vào hai trận chung kết, kết thúc mùa giải ở vị trí top 3 Premier League và vô địch Europa League. MU giành chiến thắng vụ Maguire. Theo tờ Express, MU chuẩn bị giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Harry Maguire. Hậu vệ người Anh đã nhận được sự quan tâm của cả Quỷ Đỏ lẫn Man City trong thời gian qua. Và theo nguồn tin trên, Leicester sẽ tôn trọng thỏa thuận của Maguire với cố chủ tịch Vijay Srivastava, người vừa qua đời sau một tai nạn máy bay thảm khốc hồi tháng 10 năm ngoái. Maguire đã thỏa thuận với ngài Vijay rằng anh sẽ được phép ra đi trong mùa hè này. Và với việc MU sẵn sàng trả 90 triệu bảng cho Maguire, họ sẽ vượt lên trên đối thủ cùng thành phố Man City, những người chỉ muốn trả giá 80 triệu bảng. Ngoài ra, MU còn sẵn sàng bồi Eric Bailly vào thỏa thuận nếu cần thiết. Đây là lời đề nghị rất hấp dẫn đối với Leicester City. Arsenal rút khỏi thương vụ Carrasco. Arsenal từng cố gắng mượn tiền vệ Yannick Carrasco trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, và sau khi thất bại, họ đã quyết định sẽ mua Đức Anh trong mùa hè này. Bản thân cầu thủ người Mỹ nói rằng anh muốn rời Trung Quốc để quay về châu Âu. Nhưng theo tờ The Sun, Arsenal sẽ không phải điểm đến tiếp theo của Carrasco bởi câu lạc bộ Dalian Yifan đang kiên quyết đòi 30 triệu bảng cho thương vụ này. Nguồn tin trên nói thêm huấn luyện viên Unai Emery có quỹ chuyển nhượng rất eo hẹp nên không thể chi quá nhiều tiền chỉ cho một bản hợp đồng. Do vậy, Carrasco dự kiến sẽ tới một đội bóng khác ở châu Âu, trong khi pháo thủ sẽ phải tìm kiếm những mục tiêu mới. Liverpool gửi đề nghị hỏi mua Nicolas Pepe, tiền đạo của Lille. Nicolas Pepe đang được nhiều câu lạc bộ ở châu Âu theo đuổi, trong đó có Bayern, Arsenal, Paris Saint-Germain và MU. Nhưng theo Le Monde Sport, Liverpool có vẻ là đội thể hiện rõ quyết tâm muốn có cầu thủ này nhất và đã gửi lời đề nghị hỏi mua 50 triệu euro. Mùa giải vừa qua, PV đã gây ấn tượng khi ghi được 23 bàn sau 41 lần ra sân cho Lille. Anh được Liverpool nhắm tới làm phương án dự phòng cho tiền đạo Mohamed Salah nếu cầu thủ này bị chấn thương hoặc ra đi.